Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ ba an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất: thật rất bất ngờ khi chú Putin cho quân lính Nga ăn những cái thứ này. Nội dung thứ hai: G7 đồng loạt phản pháo, phản kích những cái gì mà chú Putin muốn. Nội dung thứ ba nó liên quan tới cái bí ẩn mà đoàn xe 64 km của chú Putin bị tan tác đã được giải đáp. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Và sau khi các bạn nghe cái thông tin này thì bây giờ mình mới thấy lý do tại sao quân Nga đã thất bại trong 30 mấy ngày vừa qua. Họ đánh qua đánh mãi không thắng. Lý do như thế này nè các bạn. Cách đây một tuần đã có một đoạn video đăng trên cộng đồng mạng cho thấy binh lính Nga đã được cung cấp những cái khẩu phần ăn sẵn mà nó đã hết hạn sử dụng 4 năm, 5 năm, 7 năm rồi. Chưa hết đâu các bạn nha. Vào ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã đánh bật quân Nga ra nhiều thị trấn, nhiều thành phố. Và sau khi quân Nga bỏ chạy rút quân thì quân đội Ukraine đã tịch thu được rất là nhiều xe tăng, vũ khí, và trong đó có những cái nó gọi là bếp di động, tức là một cái phương tiện được cho là của Nga mà quân lính Ukraine tịch thu được. Đó là một cái chiếc xe bọc thép có cái tên là Kamaz và chuyển thành cái bếp di động. Và quân đội Ukraine đi vào bên trong đó, quay phim lại cái bếp di động này thì hoàn toàn tất cả những cái thứ mà có trong cái bếp di động này để làm khẩu phần ăn cho binh lính Nga đó, các bạn nghe là các bạn giật mình nè. Thứ nhất là khoai tây, thứ hai là hành tây, thứ ba là những cái lọ dưa chua đã xếp ngoài, đã không có thịt, thà, gà, cá, bò hay là cái gì hết các bạn ơi. Cho nên đó cũng là cái lý do mà tại sao trong 30 mấy ngày vừa qua các bạn nghe rầm rộ trên cộng đồng mạng là lính Nga đào ngũ, lính Nga không còn tinh thần chiến đấu, lính Nga phải đi vào nhà dân Ukraine để cướp gà, cướp vịt, cướp cái gì được cướp để mà ăn. Và cả luôn cái chuyện đem vũ khí đi bán, đem vũ khí đổi lấy tiền, đem cả xe tăng thiết giáp đổi lấy tiền và bỏ về quê. Đó là lý do tại sao mà chú Putin đã thất bại trầm trọng và thiệt hại nặng nề trong 30 mấy ngày vừa qua. Là không ngờ chú Putin đã cho binh lính Nga ăn những cái mà có thể nói là thua người dân thường ăn nữa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Sau khi chú Putin bị cô đơn, cô độc, rầm rộ mấy chục nước trên thế giới nhắm vào và trừng phạt và cấm vận thì nền kinh tế của chú Putin bị sụp đổ. Bây giờ chú không biết làm cách nào. Bây giờ chú quay lưng lại, chú làm bộ chú nói là tôi cấm vận mấy người đó. Bây giờ á, mấy người muốn chơi với tôi gì, muốn mua dầu quả của tôi gì, mấy người phải trả bằng đồng rúp, tức là cái đồng ruble của nước Nga. Nói theo tiếng Mỹ là ruble, còn nói theo tiếng Việt Nam mình đó gọi là đồng rúp đó bạn. Thì G7 ngày hôm qua, tất cả các nước G7 gồm có 7 nước, sau đây mời các bạn nghe nhé. Nước Đức, Anh, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản và Mỹ. Người ta đồng lòng nói là ủa, tụi tôi đâu có cần xài đồng rúp của ông làm gì, thôi ông giữ dầu quả đó ông xài luôn đi. Biết là châu Âu lệ thuộc năng lượng dầu quả khí đốt vào chú Putin, nhưng bây giờ họ đang tìm cách chuyển đi qua hướng khác, không mua của chú Putin nữa. Sau khi họ đưa ra những cái lệnh trừng phạt thì dĩ nhiên họ phải tìm một cái phương án mới. Và bây giờ chú Putin tưởng nó là bây giờ mình phải ra một cái chiêu là bắt họ phải trả bằng tiền của mình. Tại vì bây giờ nền kinh tế của chú Putin sụp đổ rồi, đồng rúp giờ nó không còn giá trị một sen nào nữa. Đó, cả mấy trăm cái đồng rúp mới bằng một sen đô la Mỹ. Đó, cho nên bây giờ chú Putin bị hững hờ, bị sụp hầm, tưởng đâu là ra như vậy thì người ta sẽ ùng, người ta sẽ bị khó khăn, nhưng rốt cuộc thì cái G7 này nó không cần mua mà cũng không cần trả đồng rúp đồng gì hết. Tụi tôi đâu có đồng rúp rẻ của ông đâu mà trả, tụi tôi xài đô la, xài euro không à. Đó là như vậy đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp. Trong mấy chục ngày vừa qua các bạn thấy đó, sau khi mà chú Putin bắt đầu khởi động cái cuộc xâm lăng á thì chú rầm rộ lắm nha, đưa nguyên một cái đoàn xe quân sự dài mấy chục mao, tính là cái km bên nước Việt Nam là 64 km rầm rộ tiến vào Ukraine. Nhưng sau đó các bạn nghe là chết cha, cái đoàn xe này nó khựng lại và nó không di chuyển tới được nữa, mà nó lùi cũng không xong, và sau đó thì nó bị tan tành xí quách. Mà một cái giải đáp thì bấy lâu nay chưa ai giải đáp được. Cuối cùng thì ngày hôm qua đã có cái câu trả lời. Chỉ có 30 lính đặc nhiệm của Ukraine thôi mà đã phá hủy được cái đoàn xe 64 km này. Mời các bạn nghe chi tiết nhé. Rầm rộ trên cộng đồng mạng mấy ngày vừa qua, người ta đặt ra những cái dấu hỏi như thế này: tại sao, vì sao cái đoàn xe quân sự khổng lồ dài 64 km của Nga không tiến vào được Kiev? Và đây là một cái bí ẩn lớn nhất trong cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong 30 mấy ngày vừa qua. Cuối cùng thì cái bí ẩn này nó đã được giải đáp, và nó có liên quan tới một cái nhóm đặc nhiệm của Ukraine, total khoảng 30 lính đặc nhiệm. Mời các bạn nghe chi tiết. Trong bài viết ngày hôm qua, tờ báo Guardian cho biết đoàn xe quân sự của Nga không thể tác chiến ở Kiev là bởi vì họ vấp phải những cái cuộc phục kích ban đêm của một cái đội lính đặc nhiệm gồm 30 người mang tên là Arorovica. Được thành lập vào, cái đội lính đặc nhiệm này được thành lập vào năm 2014, và đội đặc nhiệm chính xác thuộc quân đội Ukraine, chuyên tác chiến bằng máy bay không người lái và vũ khí công nghệ cao. Tức là 30 người này người ta phục kích, người ta đánh coi như là bất thình lình, và người ta sử dụng máy bay không người lái, bỏ bom hoặc là những cái vũ khí mà có thể núp lùm và phóng ra bất cứ lúc nào đó các bạn. Chỉ huy của cái đội này tên là Trung tá Yarola tuyên bố những cái trận phục kích của đội biệt kích này ở thị trấn Ivankiv đã khiến cho đoàn xe của quân đội Nga không thể nào tiến vào được Kiev. Tức là chú Putin muốn vào thủ đô Kiev phải đi qua cái thị trấn Ivankiv này, và cái đoàn xe này nó đã bị khựng lại trước khi vào cái thị trấn này, và sau đó nó tan tành xíu vách là tại vì 30 lính đặc nhiệm này cứ mỗi một đêm là phục kích một khúc, cuối cùng thì khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi, và sau đó đã chặn những cái mà thiết bị hậu cần là không tiếp tế được, và sau đó thì cái đoàn xe này nó cũng tan tành xíu quách. Bên cạnh cái đội lính đặc nhiệm này phá hủy một cái đoàn xe dài 64 km, họ cũng đã từng đánh bại một cái cuộc không kích của quân đội Nga vào sân bay Hostomel gần thủ đô Kiev. Trong cái trận chiến này, binh sĩ của đội đặc nhiệm này đã sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ để xác định vị trí của 200 lính nhảy dù Nga, và sau đó họ đã sử dụng máy bay này từ trên bất thình lình, từ trên không ùa vào cái đội này và nổ tung lên, làm cho cái đội lính nhảy dù 200 người của Nga này đã bị tan tành xí quách luôn đó các bạn ơi. Nói nôm na là như thế này: trong cái trận chiến giữa Nga và Ukraine thì cái đội đặc nhiệm 30 người này đã lập được rất là nhiều công lớn. Họ đánh du kích, họ đánh ban đêm, họ phục kích, mà Nga không thể nào ngờ được đó các bạn. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ ba, tôi đi cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất, mới nhất liên quan tới tình hình của nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến mới nhất nó đang xảy ra tại chiến trường Ukraine. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận bên dưới cái video để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó, Tony xin thông báo Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Le Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác anh chị click vào đó sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về nhà cửa, thức ăn, phong cảnh, cuộc sống người Việt ở Mỹ, xem cho vui, xem giải trí. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên để lại luôn một cái đăng ký và bấm cái chuông để nhận được những cái video mới nhất trong channel thứ hai của Tony Lê nha. Have a good day. Bye bye.